Xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh của Tiến. Tiến xin kính chúc mọi người có một ngày tràn đầy năng lượng và niềm vui. Thì cũng nhớ đăng ký kênh của mình để tiếp tục theo dõi những cái video tiếp theo được thuận tiện và nhanh chóng nhất. Thì hôm nay Tiến sẽ giới thiệu với mọi người về kỹ thuật trồng dưa hấu. Và đặc biệt là chúng ta sẽ vô khuôn như thế này để phục vụ thị trường Tết. Thì năm nay là Tết năm 2022, thì Tiến bắt đầu làm những cái sản phẩm dưa hấu Tết như thế này để phục vụ thị trường Tết cho bà con của chúng ta. Thì mọi người cũng ủng hộ Tiến với nhé. Thì đối với Tiến trồng vô khuôn như thế này thì Tiến sẽ sử dụng hai loại dưa hấu như sau. Thì thứ nhất nè, đó, thứ nhất đó là loại dưa hấu thứ nhất là Thái Tử, đó là dưa sọc mờ ruột đỏ. Còn loại dưa hấu thứ hai Tiến sử dụng đó là dưa hấu nhật vàng, tức là sọc đen, thì vỏ sọc đen nhưng mà ruột vàng đó. Đây là hai loại dưa hấu mà Tiến sử dụng năm nay để tiến hành trồng Tết. Và đặc biệt là chúng ta Tiến sẽ vô khuôn như thế này để phục vụ thị trường Tết. Và theo như cái video trước Tiến nói đó, Tiến năm nay Tiến chơi lớn đối với cái dưa hấu á, là Tiến sẽ vô khuôn như thế này, cũng gửi tặng kèm những cái khách hàng thân thiết của Tiến luôn. Đó, đây là cái khuôn mà nó không có sơn màu, và đây là những cái khuôn mà có sơn màu trong chữ, thì tạo ra những cái trái chân Tết nó có cái màu sắc khác nhau, và sẽ có những cái màu đặc trưng của Tiến sẽ làm ở phía sau. Đây đặc biệt chúng ta sử dụng những cái khuôn trắng như này để Tiến mới sử dụng được, Tiến mới sáng tạo được. Cái khuôn đen này thì chúng ta sử dụng theo khuôn mẫu thôi, là cái màu ở ngoài thì nó không có màu, nhưng mà cái chữ thì nó sơn màu đen. Thì đối với dưa hấu Tiến trồng để phục vụ Tết, chân Tết và đặc biệt là vô khuôn như thế này, thì Tiến tính thời lượng, cái thời gian mà sinh trưởng và thu hoạch của dưa hấu là Tiến tính trung bình là 60 ngày nha. 60 ngày là chúng ta sẽ tiến hành, chúng ta gỡ khuôn và chúng ta đem đi, chúng ta bán hoặc chúng ta đem đi trưng. Thì Tiến tính rơi vào khoảng là từ 25 đến 28 tháng 12 âm lịch là chúng ta sẽ tiến hành, chúng ta gỡ khuôn và chúng ta sẽ tiến hành đem đi trưng đó. Thì cái thời gian mà chúng ta khui gói hạt giống ra để chúng ta ươm hạt vô bầu và chúng ta đem đi đủ cái số lá rồi đó, thì chúng ta sẽ đem đi, chúng ta trồng vào chậu. Thì Tiến trồng chậu nha, chứ không phải Tiến trồng đất nha, Tiến trồng chậu luôn, trồng chậu và vô khuôn luôn. Thì tính trung bình thời gian sinh trưởng và thu hoạch là 60 ngày, thì Tiến tính là bắt đầu từ ngày 25 tháng 10 âm lịch. 25 tháng 10 âm lịch thì Tiến sẽ bắt đầu Tiến ươm những cái hạt này, hoặc là mọi người có thể trồng có thể sớm hơn từ ngày 20 chẳng hạn. Nhưng mà Tiến cái này là theo Tiến thôi nha, Tiến trồng từ ngày 25 đến 20, cỡ khoảng 28 đó, 25 đến 28 thì bắt đầu Tiến sẽ ươm hạt. Hoặc là mọi người có thể là ươm hạt từ ngày 20 luôn nha, ươm hạt từ ngày 20, cái đó là tùy vào cái sở thích hoặc là tùy vào cái kỹ thuật trồng của mỗi người. Tiến tính trung bình là 60 ngày, thì Tiến ươm từ ngày 25 đến 28, hoặc là mọi người có thể ươm từ ngày 20 tháng 10 âm lịch đó. Thì cái thời gian mà chúng ta sau khi mà chúng ta trồng đó, thì khi mà chúng ta vô khuôn, kỹ thuật vô khuôn á, thì chúng ta sẽ tiễn trái sau thời gian tầm khoảng từ 30 đến 35 ngày, thì chúng ta sẽ tiến hành, chúng ta chọn trái đó, thụ phấn là cỡ khoảng 30-32 ngày thì ta sẽ thụ phấn rồi, thụ phấn cho trái được đều nha mọi người. Và đặc biệt muốn trái một điều nữa thì chúng ta sẽ sử dụng như thế này. Ví dụ chúng ta tầm khoảng cây dưa hấu chúng ta tầm khoảng từ 5 đến 6 lá thật, 6 lá thật, thì chúng ta sẽ tiến hành, chúng ta bấm ngọn được rồi. Và mỗi một cây như thế chúng ta sẽ giữ lại hai dây chèo này, sẽ cho mỗi dây chèo chúng ta sẽ giữ lại một trái, thì cái trái giữa hai dây chèo này nó đồng loạt nó đều với nhau, thì khi mà chúng ta vô khuôn chúng ta thu hoạch một lượt một trái nó rất là đều. Nhưng mà cái trái nó thì cái khuôn này tầm khoảng 1,6 kg đến 2,5 kg thì chúng ta sẽ sử dụng ok đó. Thì nên lưu ý cho mọi người nha, khi mà chúng ta chọn trái xong thì chúng ta mới vô khuôn nha, đừng vô khuôn quá sớm, cái trái của chúng ta nó không có đạt chất lượng thì vô khuôn nó bị hư đó. Chọn trái chất lượng sau khi mà thụ phấn xong thì cái bầu trái ở phía dưới đó, cái nõn phía dưới đó nó sẽ phình to ra, thì khi đó chúng ta sẽ chọn cái trái mà có nhiều lông, cái
cái cuốn của nó được được mập mạp đó. Và khi mà chúng ta đã chọn trái thụ phấn xong, chúng ta chọn trái xong, chừa một trái trên một cái nhánh thôi, một nhánh chèo một trái, thì sau khi đó chúng ta sẽ tiến hành chúng ta vào khuôn như thế này, và chúng ta sẽ cố định những cái khuôn lại. Và một điều lưu ý nữa là khi mà chúng ta vào khuôn á, là chúng ta nhớ lưu ý chúng ta che cái khuôn này lại nha, che có lớp giống như là cái dù, có một cái dù để che cái khuôn này lại, khi mà tránh cái hiện tượng là nước vào khuôn nè, từ trên xuống dưới nè. Đây là cái cuốn nè, đây là vị trí cuốn, và gồm những cái vị trí tiếp theo có thể nói chung là gịnh nước vào đây, có thể nước nó tiến hành nó rơi vào cái khuôn được là nó sẽ hư trái nha. Đồng ý là ở phía dưới chúng ta có lỗ để thoát nước nè. Đó, đồng ý là phía dưới chúng ta có lỗ thoát nước, nhưng mà tiếng khuyến cáo là mọi người nên che dù cho cái khuôn của chúng ta nó được đẹp, nó được ok ha, và cố định cái khuôn lại, tránh cái hiện tượng là cái dây cuốn mà người ta để trên đây nè, nó lắc lư thì nó dễ gãy cái cuốn lắm nha, dễ gãy cuốn. Nói chúng ta sẽ cố định khuôn, cố định cái dây đó lại để giữ cái trái nó được phát triển sinh trưởng được đều, được đẹp. Đó, thì đây là một trong những cái sản phẩm mà Tiến tâm huyết rất là cũng vài năm rồi, nhưng mà năm nay mới thực hiện được và tiến hành luôn vào cái Tết năm 2022. Trồng song song với ở nhà Tiến thì có ba mẹ đã trồng hoa cúc, hoa lê, hoa vạn thọ vàng, vạn thọ ban mai, thì Tiến cũng xen kẽ vô cái cây bắp Tết nè, bắp Tết theo những cái video trước đó, Tiến đã ương trước rồi đó. Và đây hôm nay thì Tiến cũng giới thiệu với mọi người về hai sản phẩm tiếp theo, đó là hai sản phẩm từ dưa hấu Nhật Vàng và dưa hấu Thái Tử. Tiến cũng có một cái sản phẩm nữa, tức là cái sọc đen, dưa dài sọc đen nhưng mà ruột đỏ, đó là tên là Thái Đỏ nha, Thái Đỏ, nhưng mà tại hiện tại Tiến không có Thái Đỏ. Thì mọi người có nhu cầu sử dụng hạt giống dưa hấu để trồng Tết thì cứ liên hệ lạc với Tiến, hoặc là để về số điện thoại dưới bình luận này, Tiến sẽ liên lạc trực tiếp với mọi người để Tiến gửi hạt giống nhanh chóng kịp thời để chúng ta xuống giống cái vụ Tết, cái vụ xuân này nha mọi người. Cái vụ Tết năm 2022 sẽ tràn đầy thắng lợi cho chúng ta. Thì Tiến sẽ phát triển những cái sản phẩm có khuôn phục vụ Tết năm nay, kèm với những cái sản phẩm trái bình thường luôn. Tức là chúng ta sẽ bán như thế này, trên tất cả các ruộng chúng ta trồng dưa hấu thông thường, trong khi đó chúng ta sẽ giữ lại từ khoảng 20 đến 30%, 20 đến 30% thôi, Tiến chỉ trồng ở khoảng đó từ khoảng 20% thôi, là Tiến sẽ sử dụng khuôn cho dưa hấu của chúng ta. Còn lại các sản phẩm khác thì chúng ta sẽ bán đại trà và thông thường, tức là sản phẩm thông thường, trái không để khuôn, hoặc là trái chúng ta tạo hình, tạo mẫu gì đó nhưng mà đặc biệt gì đó, thì mọi người có thể tăng cái tỷ lệ này lên hoặc giảm cái tỷ lệ này xuống, tùy vào cái khả năng của mọi người thôi, hoặc là tùy vào thị trường. Tại vì khi mà chúng ta vô khuôn, đây là một cái phân khúc đặc biệt tạo nên thương hiệu cho chính bản thân chúng ta, cũng như là nâng cao cái giá trị của chất lượng sản phẩm, thì khi đó chúng ta sẽ bán hàng được chuộng hàng và dễ bán hơn. Đây, vì đây là một cái phân khúc nó khá là đặc biệt, cũng như là rất ít người trồng, có người trồng nhưng mà không nha, rất ít người trồng, nhưng mà đây là một trong những cái phân khúc đặc biệt mà chúng ta nên trồng. Tiến không khuyến cáo trồng tất cả các ruộng, nhưng Tiến khuyến cáo chỉ trồng khoảng 20% là ok nhất. Trên mà cái ruộng của chúng ta tự thì ví dụ 100 dây đi, 100 trái dưa hấu thì chúng ta sử dụng khoảng 20 trái để chúng ta vô khuôn, thì chúng ta sẽ bán rất là lợi nhuận, rất là, nhưng mà chúng ta phải chịu có chăm sóc nha. Lợi nhuận thì đảm bảo là nó gấp rất nhiều lần so với sản phẩm thông thường chúng ta bán đó. Tiến cũng trân trọng cảm ơn mọi người đã chú ý lắng nghe cái đoạn video này, thì mọi chi tiết về kỹ thuật trồng dưa hấu Tiến sẽ quay trực tiếp và hướng dẫn mọi người cụ thể khi mà Tiến xuống giống. Thì Tiến xin kính chúc mọi người có một cái Tết năm 2022 đầy thắng lợi và chiến thắng. Tiến xin trân trọng cảm ơn và kính chào.